Ibrahimovic lại cao ngạo và xem thường Mbappé, Messi, Neymar. Zlatan Ibrahimovic luôn có những phát ngôn gây sốc và lần này tiền đạo kỳ cựu người Thụy Điển lại hạ thấp khả năng của bộ ba Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappé. Tiền đạo 41 tuổi đang chơi cho AC Milan Zlatan Ibrahimovic lại có phát ngôn gây sốc. Ibra cho rằng, dù lít 1 và cụ thể là PSG đang có những Mbappé, Messi, Neymar nhưng giải đấu vẫn đang ở dưới vực sâu, còn ba cầu thủ Messi, Neymar, Mbappé chẳng mang lại được gì cho PSG. Ibra chỉ ra rằng, giải lít 1 tệ nhất kể từ khi anh chia tay, còn câu lạc bộ cũ của anh là PSG thì chưa làm được gì. Ibrahimovic chuyển sang thi đấu cho PSG từ AC Milan vào năm 2012. Ibra phục vụ đội bóng thủ đô nước Pháp đến năm 2016 rồi ra đi. 4 năm ở PSG, Ibra tạo nên tên tuổi và ghi những bàn thắng quan trọng. Cách đây vài hôm, trong bài trả lời phỏng vấn của kênh Canal Plus Pháp, Ibra nói, kể từ khi tôi rời Pháp, mọi thứ ở đó đều xuống dốc. Liên một không còn làm cho người ta bàn tán gì nữa. Khi tôi quyết định chia tay PSG thì lúc đó PSG, Liên một vẫn rất cần tôi, nhưng tôi thì không cần nữa. Ngay cả khi Liên một, PSG có Messi, Mbappé và Neymar thì nó vẫn thế, chẳng có gì hơn và thậm chí còn xuống dốc nữa. Trong cách phát biểu của mình, Ibra thường rất cao ngạo. Ngày anh rời PSG, Ibra nói một câu, tôi đến như một vị vua, ra đi như một huyền thoại. Hoặc tôi sẽ ở lại PSG nếu người Paris hạ tháp Eiffel xuống và dựng tượng tôi lên. Ở tuổi 41, Ibra vẫn là một chiến binh ở AC Milan và vẫn là đạn thường xuyên cho đội bóng đỏ đen thành Milano. Cuối mùa bóng trước, giám đốc thể thao của AC Milan, Maldini đã quyết định gia hạn hợp đồng với Ibra một mùa nữa. Vì dù ở tuổi 40 nhưng sức mạnh của tiền đạo này vẫn rất ấn tượng.